Vừa qua ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngành nông nghiệp phú giáo tăng trưởng ổn định theo hướng đi vào chiều sâu. Huyện chú trọng phát triển những mô hình nông nghiệp sạch, sản xuất theo quy trình việt gáp, hướng đến đăng ký nông sản đạt tiêu chuẩn ô cấp để đảm bảo đầu tư, đầu ra và nâng cao lợi nhuận cho nông dân. Mô hình trồng sầu riêng của ông Đinh Ngọc Khương ở xã An Bình vừa được Hội Nông dân tỉnh trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn việt gáp. Ngay từ ban đầu bắt tay vào thực hiện mô hình, ông Khương đã xác định thực hiện theo hướng căn cơ bền vững về sức khỏe người tiêu dùng. Suốt 6 năm qua, ông tuân thủ nghiêm quy trình trồng trọt theo hướng dẫn Việt Gáp. 2 hecta sầu riêng của ông phát triển xanh tốt và hiện nay đang cho hiệu quả kinh tế cao. Dự kiến ông sẽ mở rộng thêm 5 hecta trồng sầu riêng và làm hồ sơ đăng ký tiêu chuẩn ô để kết nối thêm nhiều kênh tiêu thụ cho trái sầu riêng. Có cái Việt Gáp thì mình bán cho thương lái đi đâu cũng được chẳng hạn như là đi ra ngoài Bắc đi Hà Nội hay là đi Trung Quốc, tức là là đều đi được, thì nó nó có lợi thế cho mình là không bị thương lái người ta ép giá. Vườn cam sành hái ta của anh Nguyễn Đình Khôi ở xã Tam Lập bước vào vụ thu hoạch thứ hai. Dự kiến vụ này, vườn cam của anh Khôi thu về 140 tấn cam, cao hơn vụ đầu 30 tấn. Anh đang phối hợp với các ngành liên quan để được hướng dẫn làm việc gáp cho vườn cam của mình. Mình vô việc gáp và ô cốp thì mình sẽ tạo được cái hương hiệu cho 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 sản phẩm của mình, đồng thời tạo cái hướng đi bền vững cho cái uh, loại sản phẩm của mình nông sản sạch an toàn có thương hiệu là xu hướng tiêu dùng tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Thế nên, thay vì phát triển thêm mô hình, phú giáo đang tập trung khuyến khích nông dân đầu tư cho chất lượng sản phẩm theo phương châm, làm mô hình nào hiệu quả mô hình đó. Nếu mà đạt được ưu cấp, thì trước nhất làm sản phẩm của mình phải đạt được cái tiêu chuẩn gì gáp. Ngoài cái tiêu chuẩn gì gáp ra thì mình cũng còn có lên sàn giao dịch thương mại điện tử, rồi ký kết hợp đồng, tiêu thụ sản phẩm. Và tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nông dân để thực hiện trong vấn đề sản xuất à, kinh doanh của mình nó theo đúng cái quy chuẩn để mà đạt được những hiệu quả tốt nhất. Tính đến nay, Phú Giáo có 4 sản phẩm được tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn ô cấp gồm dưa lưới của hợp tác xã Kim Long và của khu nông nghiệp công nghệ cao UVI, yến xào hiếu hằng, cà phê đăng nguyên hiện đang phấn đấu có thêm nhiều nông sản đạt Việt Gáp ô cấp để góp phần khẳng định thương hiệu ngành nông nghiệp phú giáo, cũng như hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.